khán giả Nguyễn Thị Nguyệt với nội dung câu hỏi như sau. Cây ổi nhà tôi bị ruồi vàng chích, ổi chín bên trong có bọ. Xin hỏi là bọ trong ổi có phát triển thành ruồi vàng không và cách phòng trừ như thế nào? Chị Nguyệt thân mến, câu hỏi này của chị đã được chuyên gia Tống Khiêm tư vấn như sau. Như vậy là cái ổi của bác là bị ruồi vàng đục quả, cho nên là nó mới bị thối ở trong, rồi nó có con giòi ở trong. Giòi chính là con sâu non. Thế thì con sâu non này là nó, nếu mà nó khi mà nó đục xong thì nó chui ra ngoài, nó nở, nó thành cái con gọi là cái con ngài trưởng thành, sau nó nở ra thành con trưởng thành thì nó lại trở thành cái con ruồi vàng đục quả, tức là nó là một cái vòng tuần hoàn, nó đục vào cái quả đấy, nó đẻ trứng, sau đó nở ra sâu. Thì cái đấy là cái ý thứ nhất của bác hỏi. Thế còn bây giờ mà muốn trị cái bệnh này thì những cái quả mà đục rồi ấy là ở ngoài vẫn đẹp nhưng mà không thể bán được, hoặc là nếu mà để sử dụng thì cũng không sử dụng được, cho nên những cái quả đấy coi như phải tiêu hủy. Thế còn thì phun thuốc không có tác dụng. Đấy, tôi nói với bác là đối với ruồi vàng đục quả chúng tôi coi như nó là cái dịch, nó là cái rất khó chữa. Thế và biện pháp phun thuốc không bao giờ là thành công. Vì vậy là bác phải đặt bẫy, đấy, dùng cái bẫy để đặt, mà phải đặt trong cái phạm vi diện tích tương đối rộng lớn. Nếu mà tất cả cái khu đấy chỉ có mình vườn nhà bác đặt bẫy thì có khi lại nguy cơ là ngược lại. Bởi vì cái bẫy bả đấy là cái bả nó hấp dẫn cái con ruồi vàng cho nó lao đến, nó tập trung vào cái vườn nhà bác. Thế và nó tập trung vào những cái mồi đấy là mồi, nó gọi là mồi dẫn dụ cho ruồi vàng đục quả. Thế nhưng mà ngoài cái gọi là nó lao vào, nó vào mồi thì nó chết, thì có những con khác nhiều khi nó chưa kịp vào mồi nó lại đục cái quả khác rồi. Cho nên nếu mà làm cả một cái vùng rộng lớn, ví dụ như khoảng độ hàng hecta thì như vậy là rất thành công. Còn nếu lẻ nhà bác thì rất là có nguy cơ như tôi nói. Thế còn cái khi bác dùng cái bẫy thì nên lưu ý một số cái điểm chính sau đây. Thứ nhất là thời gian đặt bẫy bác phải đặt từ khi là quả mới bắt đầu là đậu, vì quả non nó còn đục mà. Đấy, cho đến khi mà thu hoạch. Thế nếu mà chi tiết ra thì gọi là trước thu hoạch một tuần. Đấy, thì như vậy là dù nó có đậu, nó đẻ trứng thì nó cũng không kịp đục vào trong. Thì nó chỉ có bên ngoài vỏ thôi. Thế nhưng mà vẫn thế là không tốt. Cho nên cứ tốt nhất là cho đến khi thu hoạch. Mà hơn nữa, cái ổi nó lại thu hoạch nhiều đợt, vì nó ra hoa nhiều đợt. Cho nên là bác cứ là phải làm như vậy. Thế còn là về cái thời gian để mà cho bẫy, cho bả vào bẫy đấy, thì bác cứ một tuần bác phải thay một lần. Đấy. Chứ không phải là đặt một lần là được ngay. Thế và cái mật độ đặt thì bao nhiêu? Đây, cái này tôi ghi là mật độ là bao nhiêu. Thế thì mật độ ở đây là người ta tính theo diện cái mét vuông vườn. Chẳng hạn như là 1.000 mét vuông vườn ở nhà bác thì bác phải đặt ít nhất là 3 cái bẫy. Đấy, mật độ là ít nhất là 3 bẫy. Còn nếu mà nhiều hơn thì càng tốt. Thế còn cái loại bẫy thì bác có thể ra chợ, rồi là ra cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật, đúng không ạ? Thì bác mua cái bẫy nó gọi là vi du bông. Đấy, tôi viết Vi du bông hoặc là hạt na bác tự làm được. Thì như vậy là bác đặt bẫy là hiệu quả rất cao so với là phun thuốc. Gửi câu hỏi về cho chương trình thì khán giả Nguyệt cũng có hỏi thêm một câu hỏi nữa. Đó là xin hỏi cách ghép cây ổi vào thời gian nào và ghép như thế nào là đúng? Vâng, chị Nguyệt thân mến, với câu hỏi này của chị thì chuyên gia Tống Khiêm đã đưa ra câu trả lời cho chị như sau. Có hai thời gian ghép trong năm. Thời gian tốt nhất đó là cái thời gian này. Tức là tháng 2 cho đến tháng 4. Đấy. Tháng 2 thì còn hơi lạnh chút, nhưng mà tháng 3 là tuyệt vời. Đấy, thì bác nên ghép vào thời gian này. Thời gian thứ hai là tháng 8 đến tháng 10. Đấy, hai thời gian đấy là bác đều có thể ghép được. Thế còn bây giờ ghép như thế nào thì bác là ổi là ghép hơi khó đấy. Cho nên là bác phải tìm cái cành bánh tẻ. Số 1 là phải là cành bánh tẻ, đúng không? Bác lấy mắt ở cành bánh tẻ. Thế còn cái gốc của nó thì bác có thể sử dụng cái gốc ổi dại cũng được. Rồi ổi chất lượng ngon hay không ngon cũng đều được. Gốc nó không quyết định bởi cái chất lượng, mà nó chỉ có quyết định là cái sức sống thôi. Cho nên bác có thể là ổi dại, ổi ta, ổi găng, ổi bo hoặc là ổi Đài Loan, vân vân. Tùy, nhưng mà nó bảo đảm là phải ít nhất bằng cái
cái đường kính bằng ngón tay trỏ thôi. Đấy. Thì như vậy thường nó khoảng 6 đến 8 tháng. Nhưng mà tôi cho là cái hình thức này là có thể bác chăm sóc tốt thì có khi 6 tháng, mà không tốt thì có khi 1 năm, nhưng mà nó phải bằng cái ngón tay trỏ này. Thì lúc đó đấy là đạt tiêu chuẩn gốc ghép. Thì bác dùng cái mắt ở cái cây, cái cành mánh tẻ đấy, bác lấy cái mắt đó rồi bác ghép, một là ghép theo chữ T hoặc là ghép áp đều được. Cái này là bác, nhưng mà chú ý là khi cái quấn ni lông ấy, đúng không ạ, thì bác phải quấn kín để đừng có khi nó mưa, tháng 5, tháng 6 là mưa, nó giỏ giọt vào trong cái vết ấy thì nó thối, thì không tác dụng. Thế và sau khi ghép, sau khi buộc ni lông rồi thì thường là 1 tháng là bắt đầu nó nảy mầm. Thế khi nó nảy mầm dài được nửa đốt ngón tay hoặc bằng đốt ngón tay đó, thì bác cắt cái phần ngọn của cây gốc đi. Đấy, cây gốc tức là nó phải trên cái mắt ghép độ 5-7 cm. Thế như vậy là từ đó mình chăm sóc theo quy trình. Đấy, tức là chủ yếu là tưới làm sao đủ độ ẩm được 70%. Còn đạm lân kali thì hoặc phân chuồng thì mình bón theo quy trình. Chẳng hạn như phân chuồng là mình phải bón ít nhất là 5-7 cân, đúng không ạ? Thế còn cái đạm lân kali tức là phân tổng hợp đấy, thì bác có thể bác sử dụng tưới 1 cân cho 1 năm và chia làm 10 lần nếu có điều kiện. Còn nếu không thì chỉ cần 5 lần chia đều. Thế còn chú ý là tháng 12, tháng 1 là không tưới.